Kính thưa quý vị, trên thị trường hiện nay các sản phẩm trị sẹo được bày bán rất nhiều với các thương hiệu nguồn gốc khác nhau. Với một người tiêu dùng nếu chưa từng tìm hiểu về các sản phẩm này thì rất khó để nhận biết được đâu là sản phẩm đảm bảo chất lượng. Vì vậy mà trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một dòng sản phẩm chăm sóc da và làm mờ các vết sẹo được nhập khẩu từ thị trường Mỹ về Việt Nam. Thời gian vừa qua, thị trường làm đẹp trong nước nổi bật với thương hiệu Rizuva Skin Scale. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc và điều trị sẹo được sản xuất 100% tại Mỹ và được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Scarhill Hồng Hải Việt Nam. Có mặt trên thị trường một thời gian dài, bên cạnh những đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm, cũng còn có nhiều khách hàng phản hồi về việc mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng độc quyền nhưng giá bán lại rất khác nhau. Chúng tôi đã mời bà Hồng Hải là đại diện một trong hai công ty được ủy quyền phân phối sản phẩm Rizuva Skin Scarhill tại Việt Nam để chia sẻ và giải đáp những thắc mắc, giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm và sử dụng sản phẩm. Rizuva Skin Scarhill là một thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hoa Kỳ, chuyên về các dòng sản phẩm chăm sóc da và điều trị các vấn đề về sẹo, đã đạt được nhiều cái giấy chứng nhận về chất lượng và các giải thưởng uy tín quốc tế. Rizuva Skin Scarhill hiện có mặt tại 100 quốc gia, điều trị thành công hàng vạn vết sẹo trong suốt 30 năm qua, và tại Việt Nam thì đã được Bộ Y tế và Sở Y tế cấp số công bố lưu hành. Về giá cả thì hiện tại ở Việt Nam là có hai công ty cùng phân phối dòng sản phẩm Rizuva Skin Scarhill nên không tránh khỏi việc cạnh tranh về giá, về cách bán hàng. Nhưng tôi xin cam kết là chất lượng sản phẩm là 100% như nhau. Để mua được sản phẩm thật chính hãng thì chỉ có một cách duy nhất là khách hàng nên mua các sản phẩm có dán tem chống hàng giả. Về nạn hàng giả thì bất cứ một thương hiệu, một nhãn hiệu, thậm chí là một nhân vật nổi tiếng nào thì cũng không thể tránh khỏi. Vì nhờ vào sự nổi tiếng thì mới dễ bán được nhiều và mang về nhiều lợi nhuận. Thì để ngăn chặn cái tình trạng hàng giả thì hai nhà đại diện phân phối tại Việt Nam, trong đó có Scarhill Hải Việt Nam, đã sử dụng tem chống hàng giả. Tem này thì không thể làm giả được, và tem này sẽ truy xuất được nguồn gốc của tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng về vấn đề hàng giả và hàng kém chất lượng. Scarhill Hồng Hải Việt Nam cũng chịu trách nhiệm với tất cả các sản phẩm có dán tem của công ty mình và bồi thường lên tới 200%. Trải qua 10 năm thành lập và phát triển thương hiệu tại thị trường Việt, Scarhill Hồng Hải Việt Nam là đơn vị đầu tiên độc quyền phân phối sản phẩm trị sẹo số 1 Hoa Kỳ Rizuva Skin Scarhill. Đến nay, mỗi sản phẩm cung cấp ra thị trường đều được đơn vị lựa chọn kỹ lưỡng, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, không qua trung gian, nên luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất dành cho người tiêu dùng Việt. Tôi đã được bác sĩ tư vấn để dùng sản phẩm kem trị sẹo Rizuva Skin được xuất xứ từ Mỹ. Tôi đã dùng sản phẩm này được một thời gian và vết sẹo của tôi đã trắng lên và mờ đi. Nên tôi quyết định quay lại cửa hàng và mua sản phẩm này để tiếp tục sử dụng và các sản phẩm mỹ phẩm khác. Là đơn vị phân phối kem trị sẹo Rizuva Skin, chúng tôi nhận thấy những sản phẩm tại Scarhill Hồng Hải mang lại sự uy tín, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đặc biệt là giá cả hợp lý. Đơn vị chúng tôi cùng các đơn vị khác đã tăng lên sự uy tín trên thị trường. Trong những bước tiến hiện tại và tương lai, Scarhill Hồng Hải Việt Nam cam kết tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thế giới để giúp người tiêu dùng Việt có được những sản phẩm làm đẹp, hiệu quả, an toàn.